Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Văn Nhà Phố. Hiện tại thì Văn đang đứng tại thôn Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay Văn sẽ gửi đến những quý cô chú anh chị muốn sở hữu một căn nhà với tầm tài chính là 2 tỷ 8 tại khu vực này thì xem hết video này của Văn nhé. Ngôi nhà hôm nay của Văn đang đứng với tổng diện tích sẽ là 87,5 mét vuông, hướng sẽ là hướng đông bắc, và đây là một lô góc hai mặt tiền và đây là một đường hẻm với hiện trạng là 2m6. Bây giờ Văn sẽ giới thiệu chi tiết về ngôi nhà này để cho quý cô chú anh chị sao có thể có những cái thông tin cơ bản về ngôi nhà này nhé. Xin chào mọi người, đây là mặt trước của ngôi nhà và đây là một căn nhà ở căn góc, và cái hẻm ở đây sẽ là hẻm 2m6. Đây gồm kết cấu ngôi nhà sẽ là một trệt và một lầu, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Thì bây giờ Văn sẽ đi vô chi tiết cái ngôi nhà này cho mình. Đây là cái cổng của ngôi nhà, vị thế nhà cũng khá là cao ráo. Đây mình có thể thấy là khá là cao nè, và chủ đã thiết kế tương đối là hoàn chỉnh và mới tinh luôn. Thì bây giờ Văn sẽ đi vô cái căn nhà nhé. Bên khu vực khi bước vô thì sẽ chủ sẽ chừa cho mình một cái đường luồng ở bên khu vô gian này để mình có thể là có một cái khoảng không thông thoáng với ngôi nhà của mình. Và tại khu vực này mình có thể là đặt máy giặt tại khu vực dưới kia, cũng như là phơi đồ bên cái khu vực bên đường hông đường luồng này đấy. Và cũng có chủ cũng có thiết kế là một cái cửa cổng như thế này đây với cái đường thông. Và khu vực này thì cũng nước nè, mình có thể để xe ở bên khu đây. Và đây là cái không gian phòng khách. Không gian phòng khách thì những cái căn nhà này thích hợp cho những gia đình có hai vợ chồng và hai em bé ở đây, ở khu vực bên này. Đây mình thấy tổng quan này, khu vực phòng khách ở dưới tầng này sẽ có một phòng ngủ, khu vực phòng bếp đây, ở bên sau này sẽ có một cái không gian phòng. Nhưng mà đối với Văn á, thì tùy vào mỗi người sẽ có nhu cầu thích cái phòng ngủ của mình rộng lớn, nhưng mà tầm tài chính tại ngay chỗ Nha Trang thì một cái không gian nó sẽ bị gò bó, nên là phòng ngủ ở căn này thì nhỏ. Đây, bên cạnh này sẽ có một cái phòng vệ sinh, đây phòng vệ tắm và vệ sinh thì với cái diện tích chỉ là 80 hơn 85 thì diện tích nó sẽ hơi thiết kế chủ sẽ những cái phòng tương đối nhỏ. Đó là tùy vào nhu cầu của mọi người, nếu thấy cái căn hộ này thích hợp đó thì mình có thể đi xem. Thì bây giờ sẽ lên lầu. Đây những cái họa tiết của cầu thang, chủ trang trí họa tiết cùng như là cái kính cường lực. Đây cái cầu thang thì cầu thang này thì tầm hơn 90 cm. Đây con sẽ đi lên khu vực ở tầng 1. Khu vực trước sẽ là ở ban công thì sẽ có một cái, đây con sẽ mở cửa bên này thì sẽ có một cái ban công khá là mát. Còn nếu mà mình tận dụng cái không gian bên này để mình có thể để cây cối, tại cây xanh ở trong khu vực nhà mình có thể thấy đây khá là gần luôn. Từ vị trí ngôi nhà này nếu di chuyển về lại đường 23 tháng 10 là tầm hơn 200 m. Và cũng như là mình sẽ đi chợ, mình sẽ đi về khu vực chợ ga thì tầm 1 cây rưỡi. Mình sẽ đi về chợ ga cũng như là về trung tâm Nha Trang thì chỉ tầm hơn 5 cây số thôi. Bên khu vực này sẽ có 2 phòng ngủ. Và Văn vẫn nói là cái không phòng ngủ này thì hơi nhỏ. Nếu mà mình muốn phòng này rộng hơn thì mình có thể đặt cái tường bên này đó với cái phòng bên này để tạo thành một phòng lớn luôn. Nếu mà mình không thích cái không gian nhỏ thì mình có thể đặt cái bức tường đó để tạo một cái, ở đây là một cái phòng ngủ lớn. Rồi, với những cái gia đình ít thành viên mình có thể đặt cái tường ra để cho cái phòng ngủ mình nó sẽ lớn và có thoáng hơn. Bên này sẽ có một phòng vệ sinh nè. Đấy, và cái giá của căn nhà này sẽ là 2 tỷ 8. Quý cô chú anh chị cứ tham khảo, nếu mà ngôi nhà này chưa có thích hợp với mình thì có thể là comment hoặc là nhắn tin cho Văn để Văn sẽ tìm và gửi đến cho quý cô chú một cái căn nhà hoặc là những cái sản phẩm bất động sản thích hợp hơn. Văn cảm ơn mọi người đã xem video này nhé.
Thank you.